Ngon. Xin chào, chào tất cả các bạn. Hôm nay đi đến ở đây. Mùi xem theo cư đi 609 nên các bạn nổi tiếng có bánh tết và bánh cột và bánh theo. Nhưng mà hôm nay chưa có bài Tết vì ngày Tết là năm sau. Hôm nay nóng quá đi. Này đi. Đem lời bánh cột của nhà hàng này là cho nhau mong chữ ra tam và đảo này là rất ngon. Ngon. Hết rồi. Rồi 100% là sao theo Hà Tư. Chín sầu trước khi rất ngọt nên bình thường, nhưng mà ở đây hơi mà nên rất ngon nên chín sầu. Các bạn phải đi đến này thao đố cảm giác như thế nào cho tôi làm việc.